Tất cả là không. Sri Nisargadatta Maharaji, người dịch Vũ Toàn. Công trình dịch thuật này là một hiến dâng khiêm tốn lên đạo sư của tôi, Sri Nisargadatta Maharaji. Phiên bản e-book tiếng Việt được tạo ra với mục đích duy nhất phổ biến giáo pháp của Ngài, tìm kiếm lợi nhuận hoàn toàn không phải ý định của người tạo ra phiên bản này. Vũ Toàn. Lời giới thiệu. Thật là một vinh dự được Mohan và Jayasri Gaitode, hai thông dịch viên buổi tối của Maharaji, mời viết lời giới thiệu cho cuốn sách được biên soạn từ các pháp thoại ghi âm của Sri Nisargadatta Maharaji với tựa đề Nothing is Everything. Sri Nisargadatta Maharaji đã chỉ rõ, hãy ở ngay bờ vực, khoảng không nơi hiện hữu trở thành phi hiện hữu, và phi hiện hữu trở thành hiện hữu. Đối với các môn đồ của Maharaji tôi đã gặp, ngôn từ không thể diễn tả được lòng sùng kính và biết ơn của họ đối với đạo sư Nisargadatta Maharaji yêu kính. Giáo pháp của ông với tính trực chỉ, sự chính xác và khả năng vừa chỉ vào vừa mô tả cái không thể mô tả được bằng ngôn từ, đã tràn ngập và tiếp tục ngự trị sự tồn tại hư giả của tôi suốt 35 năm. Là một đạo sư và cũng là một vị thầy tâm linh, Nisargadatta Maharaji có khả năng thay đổi và định hình hướng đi của bất cứ ai đã tiếp xúc với ông. Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, khi vừa gặp ông tôi đã chẳng hoài nghi và cũng không thể tưởng tượng được ảnh hưởng phi thường của thời gian tôi đã trải qua với ông, đã gây ra và đem lại. Tôi lặp lại lời của Maharaji. Lời của bậc giác ngộ không thể nào uổng phí. Lời của bậc giác ngộ như những hạt giống, đến lúc sẽ nảy mầm. Khi đã được ghi khắc vào tâm trí, lời của bậc giác ngộ sẽ đơm hoa kết quả. Trong lúc viết lời giới thiệu này, tôi chợt nghĩ đến Jim Dunn, một trong những môn đồ người Tây Phương thân cận của Maharaji. Bà đã có lần bảo, câu nào Maharaji nói ra cũng giống như là áo nghĩa thư. Trước khi mô tả phong cách chỉ giáo và giáo pháp của Maharaji một cách ngắn gọn và chính xác, tôi thấy cần phải thuật lại một cuộc đối thoại của tôi với ông. Hy vọng đối thoại này có thể phác họa con người thật của Maharaji. Ông đã từ đâu đến, cùng những chỉ giáo đã xuất hiện thông qua ông. Như hầu hết mọi người, tôi xem Maharaji là một con người, một bậc giác ngộ, nên hành xử với ông và thấy ông như thế. Nhưng chẳng bao lâu tôi nhận ra ông không phải là một con người và cũng không phải là bậc giác ngộ. Để mô tả, một hôm vào cuối thập niên 1970, tôi đã hỏi Maharaji một câu và ông đã đáp lại một cách sấm sét. Ông nghĩ ông là một con người nên ông tưởng Maharaji cũng là một con người. Ông nghĩ ông là một thực thể hay một thần linh nên ông tưởng Maharaji cũng là một thực thể hay một thần linh. Maharaji không phải là một con người, không phải là một thực thể và cũng không phải là một thần linh. Maharaji là ý thức vũ trụ. Có thể nói rằng kinh nghiệm này đã thay đổi ý thức của tôi và giúp tôi có thể hiểu rõ những gì có vẻ như đang xảy ra. Khi nhận thức được rằng Maharaji không phải là một con người, một thực thể hay một thần linh, mà chính là ý thức vũ trụ, thì một người có thể hiểu rõ hơn về giáo pháp và vị đạo sư. Nhân vật có vẻ như đã xuất hiện gần 45 năm trong căn hộ nhỏ ở khu phố Khetwadi, gần đường Grand, thành phố Bombay, tên cũ là Mumbai. Nisargadatta Maharaji đã từng nói, ông nghĩ ta là một con người và ông là một con người đang nói chuyện với nhau. Thật ra chỉ có ý thức duy nhất. Tính cách độc nhất vô nhị của Maharaji. Điều gì đã khiến tôi nhận thấy Nisargadatta Maharaji không giống với bất cứ đạo sư khác mà tôi đã từng diện kiến? Để bắt đầu trong cuộc diện kiến đầu tiên, tôi đã thật sự không nhận ra ông trong căn phòng.
Tại sao vậy? Vì đối với tất cả các đạo sư tôi đã gặp, năng lượng có vẻ như tuôn ra từ một điểm đặc biệt trong không gian, thời gian. Còn Maharaji nguyên cả một khối năng lượng mãnh liệt, một sức thu hút lôi kéo tôi đến với sự hiện diện của ông. Nhưng khối năng lượng có vẻ như đã không tỏa ra hay phát ra từ con người của ông. Không những thế, trông ông thật tầm thường. Ông không mặc áo thụng trắng và để râu dài, hay khoác y vàng và đầu cạo trọc. Đúng ra ông ăn mặc rất bình dị và trông giống như bất cứ ai trong khu phố ông ở, không hề thu hút sự chú ý về con người của mình. Như ông vẫn thường nói, ta không phải là một con người, hoặc không hề có con người. Ông ngồi trên nền nhà hút thuốc lá cuốn tay, một loại thuốc lá mỏng của người Ấn Độ cuốn bằng lá tendu. Không chơi trò tâm linh, không giả vờ, không đẳng cấp, không tổ chức và tuyệt đối không toàn tính. Có lần ông bảo, ta không ở đây để thu nhận môn đồ. Nhưng điều nghịch lý là ông có sức thu hút như là nam châm đối với những người đi tìm chân lý. Phong cách của ông làm cho tôi vừa sợ hãi vừa kính trọng sâu xa khi tôi cố tìm cách tiếp thu và tiêu hóa từng lời ông nói. Một điều nữa về tính cách độc nhất vô nhị của Maharaji là ông đã chẳng bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì ở tôi, mong muốn bất cứ gì ở tôi. Nói một cách ngắn gọn là ông đã chẳng bao giờ cần bất cứ gì ở tôi. Ông hoàn toàn chú trọng đến môn đồ hay người sùng kính, thay vì chú trọng đến tư cách đạo sư. Ông cũng chẳng tìm cách uốn nắn tôi theo bất cứ khuôn mẫu, vai trò hay hệ thống tín ngưỡng nào. Chính vì tất cả những điều này nên ông hoàn toàn đáng tin tưởng, và tôi biết ông luôn luôn bên cạnh tôi. Một tính cách độc nhất vô nhị khác của Maharaji là ông đã khơi lại cái hiểu đầu tiên của tôi về tâm linh, chẳng hạn như tìm xem ông là ai. Dù điều này vẫn luôn luôn ở tại cốt lõi của những ước muốn và cái hiểu của tôi, nhưng tôi vẫn lạc bước sang sự tin tưởng vào những thần thoại văn hóa và tâm linh, rồi bị lôi cuốn vào sự tin tưởng trò chơi tâm linh. Một cách vi tế, sự tin tưởng này đã làm tôi xa rời việc tìm ra tôi là ai, rồi ngày càng đi sâu vào và làm tôi cảm thấy thích hợp. Một điểm khác của Maharaji là tính cách vô cùng trực chỉ và lối truyền đạt mang tính đối chất của ông. Vì Maharaji chẳng cần hay muốn bất cứ gì ở bạn, hay cần bạn trở lại để mở một trung tâm tâm linh, hay là một thành viên của một tổ chức với một sứ mệnh nào đó, nên ông hoàn toàn tự do một cách trực chỉ và thẳng thừng. Phong cách chỉ giáo của ông trực chỉ đến độ nhiều khi sự đau đớn, vì ông công kích trực diện những khái niệm thiêng liêng nhất của tôi, nhưng chưa bao giờ bị tra vấn. Thật mãnh liệt, nhưng cũng vô cùng sáng tỏ, rốt ráo, tự do, và một cách ngắn gọn, giải thoát. Nếu hỏi ông một câu thì hoặc là tôi nhận được câu trả lời rõ ràng và trực chỉ, hoặc là bị hỏi phạt lại. Một câu hỏi tra vấn đưa tôi sâu hơn vào vấn đề. Cách hỏi vặn của ông đối với câu hỏi của tôi thật bén nhọn và tập trung như một chùm tia laser của công án thiền, vừa thu hút trọn vẹn sự chú ý, vừa đập tan các khái niệm của tôi. Nisargadatta Maharaji đã từng nói, sự tin tưởng cái ta hiện hữu này dựa vào cái gì? Niềm tin và sự tin tưởng ông hiện hữu này tùy thuộc vào cái gì? Với sự tập trung cao độ như thế, nếu nắm bắt được câu hỏi vặn của ông và suy ngẫm, thì không những câu hỏi được hóa giải mà câu trả lời được tiết lộ từ bên trong. Kỳ lạ hơn nữa là chẳng bao lâu, câu hỏi, câu trả lời và cái tôi, bạn đang nghĩ là mình, người đặt câu hỏi, đều biến mất vào hư không. Lời ta nói nếu được khi khắc trong ông sẽ xóa sạch mọi ngôn từ và khái niệm. Nisargadatta Maharaji. Ngoài ra, tôi đã từng có một quan niệm sai lầm vì gần gũi với nhiều đạo sư trong quá khứ. Tôi lầm tưởng rằng một người đã giác ngộ thì có thể chỉ giáo, truyền tải và truyền đạt giáo pháp. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra không phải thế. Tôi nhận ra rằng chẳng có sự tương quan nào giữa giác ngộ và khả năng chỉ giáo. Trường hợp của Maharaji thật phi thường và giải thoát, vì ông vừa là bậc giác ngộ, vừa có khả năng chỉ giáo. Điều mà tôi sớm nhận ra, thật hy hữu. Cách tùy cơ chỉ giáo của ông thật sấm sét. Maharaji gặp từng người hỏi,
ngay tại căn cơ của họ. Như một vị thầy đích thực, ông đã không dùng đến những ẩn dụ văn hóa của mình, mà diễn giải những ẩn dụ văn hóa ấn giáo theo một phong cách thích hợp, cũng như đưa ra những gợi ý phù hợp với trình độ của người đặt câu hỏi. Đối với người Tây Phương, phương pháp truyền đạt này thật hoàn hảo và cũng là một kinh nghiệm tuyệt vời, vì nó giống như là những bóng đèn đột nhiên bật sáng bên trong. Khi những khái niệm được người hỏi ôm ấp một cách trân trọng, bất chợt biến mất và cái trống rỗng tràn đầy hiện lộ. Rồi với sức mạnh sấm sét có chủ ý, ông đưa người hỏi vượt ra ngoài và buông bỏ các khái niệm về họ là ai và là cái gì. Bằng cách này, sức mạnh vũ báo của các câu trả lời và những câu hỏi vặn của ông tống chúng ta văng ra khỏi trạng thái mà chúng ta đã ở trong đó, hay tưởng tượng mình đã ở trong đó. Điều kỳ diệu về Maharaji chính là sự kết hợp giữa giác ngộ và khả năng khai ngộ, chỉ thẳng vào bất cứ con đường hay cánh cổng nào thích hợp đối với bạn và mở tung cánh cửa của bạn. Nói cách khác, rất nhiều đạo sư đưa ra một phương pháp thực hành tâm linh duy nhất thích hợp cho tất cả mọi căn cơ, sadhana, hay một phương thuốc, một công thức áp dụng chung cho mọi môn đồ hay người sùng kính. Bằng một cách nào đó, Maharaji đã đưa ra những câu trả lời dành riêng cho từng người hỏi. Điều chính xác là vì ông chẳng mong cầu bất cứ gì nơi bạn, nên tính trực chỉ, trong sáng và chính trực của ông đi vào bạn như một con virus, hủy diệt tất cả khái niệm của bạn và kẻ tin mình đã có những khái niệm này. Ta muốn làm nổ tung tất cả những khái niệm của ông và đưa ông vào trạng thái vô niệm. Nisargadatta Maharaji. Giáo pháp. Khi được quan sát từ xa, giáo pháp của Nisargadatta Maharaji khá đơn giản. Một cách ngắn gọn, đó là Advaita. Tiếng Phạn có nghĩa là không hai, hay một thực chất duy nhất, không hai. Tối hậu, dĩ nhiên, cũng không có một. Và Vedanta, Neti Neti. Tiếng Phạn có nghĩa là không phải cái này, không phải cái này. Loại bỏ tất cả mọi thứ. Tiếng Phạn là Nama Rupa, danh xưng và hình tướng. Bằng cách phủ nhận không phải cái này, không phải cái này. Đó là ngữ cảnh chung, cùng với tìm xem ông là ai, hay ở trong trạng thái ta hiện hữu. Buông bỏ tất cả mọi cái khác, hay bám chặt cái ta hiện hữu, buông bỏ tất cả mọi cái khác. Ông không phải bất cứ gì ông nghĩ là ông. Nisargadatta Maharaji bảo, để tìm ra ông là ai, hãy tìm ra kẻ mà ông không phải. Bên ngoài cái ta hiện hữu. Khi học trò hỏi ông là ai, Maharaji đáp, không gì có thể nhận thức được hay cảm nhận được. Nói cách khác, cái có thể cảm nhận được hay nhận thức được thì không phải là bạn. Vậy hãy quăng bỏ nó đi. Đối với những ai đến nghe để hiểu và thu thập kiến thức tâm linh hay khái niệm tâm linh, ông bảo, cái mà ông có thể quên hay nhớ thì không phải là ông. Vậy hãy quăng nó đi. Một cách đơn giản, vứt bỏ tất cả những gì có thể cảm nhận được và nhận thức được bằng cách phủ nhận Neti Neti. Và hãy ở với ý thức, nó là cánh cổng mở vào thực tại. Thoạt nghe điều này có vẻ đơn giản. Hiểu theo ẩn dụ, khi tâm bắt đầu tháo gỡ chính nó và cũng giống như là lột một củ hành cho đến khi chẳng còn gì lại. Hay giống như là kéo sợi chỉ mối trong cuốn chỉ. Bằng cách tìm ra sợi chỉ mối và giật thì cuộn chỉ sẽ bung ra. Cũng như thế Maharaji hướng sự chú ý của người hỏi vào những khái niệm của chính họ, hay trạng thái hiện thời của họ, rồi ông tháo gỡ tâm người hỏi và những khái niệm được nó trân trọng nhất. Cứ tin tôi đi, Maharaji biết cách kéo sợi chỉ mối của tâm bạn. Cái tuyệt đối. Điều khiến Maharaji trở nên độc đáo hơn nữa là ông nói về cái tuyệt đối, tức là trạng thái có trước cái biết ta hiện hữu và ý thức. Về căn bản, cái biết ta hiện hữu và ý thức đều không phải cái đó. Vì thế câu ông hay nói và thường lặp đi lặp lại là trước ý thức. Cái hiểu này cao siêu hơn bất cứ gì tôi đã nghe nói hay đọc được vào thời bấy giờ. Phải nhìn nhận rằng vào những năm 1970,
tôi vẫn không hiểu rõ trước ý thức là gì. Nhưng rất lâu sau đó, tôi nhận ra rằng một người chỉ có thể thấy và hiểu qua trạng thái ý thức, hay với trạng thái ý thức, mà một người tưởng tượng mình ở trong đó. Nói cách khác, chính ống kính được tạo ra bởi khái niệm, mà qua đó một cái tôi tưởng rằng nó thấy hay hiểu. Cái tôi ảo tưởng chỉ có thể thấy và hiểu qua ống kính tưởng tượng của các ý tưởng, có nghĩa là ý nghĩ, ký ức, cảm xúc, sự liên tưởng và nhận thức, vân vân. Như thế, cái tôi ảo tưởng cho rằng có một cái tôi, chỉ có thể thấy những ảo tưởng của chính nó. Vì lý do này, ảo tưởng tôi chỉ có thể đánh giá Maharaji từ kẻ và cái mà nó tưởng là nó. Và do đó Maharaji cũng là người, hay cái mà tôi đã tưởng tượng là ông. Một cách đơn giản, chẳng hạn như khi tôi nói trống rỗng, thì một người có thể tưởng tượng hoặc có một hình ảnh hoặc một kinh nghiệm về sự trống rỗng giống như là ngoại tầng không gian. Nhưng hình ảnh của sự trống rỗng hay không gian thì không phải là vật mà nó tiêu biểu. Nói ngắn gọn, Maharaji ở ngoài bất cứ gì tôi có thể cảm nhận hay nhận thức. Trong lần viếng thăm Mumbai cuối cùng vào năm 2007, một trong những môn đồ lâu năm của Maharaji đã phát biểu: làm sao có thể hiểu Maharaji, ông quá cao xa đối với chúng ta. Nisargadatta Maharaji bảo: bất cứ gì ông hiểu, ông chỉ có thể biểu hiện qua khái niệm của ông. Để lặp lại, Maharaji không khoan nhượng, không nương tay, nhất quán và ngoan cường trong khi chỉ giáo. Ông luôn luôn ở tại chủ đề, không hề phân tâm. Lặp đi lặp lại rằng tất cả những gì có thể cảm nhận được và nhận thức được đều tùy thuộc vào sự tin tưởng có mình hay ta hiện hữu. Cuối cùng, khi cái ta hiện hữu biến mất một cách tự nhiên, thì Maharaji đã nói: chẳng có ai. Như thế có vẻ như các câu hỏi đã được trả lời. Nhưng ai là người trả lời các câu hỏi? Nisargadatta Maharaji bảo: trong trạng thái tuyệt đối, thậm chí ta cũng chẳng biết có ta. Hình ảnh của những lần đối thoại với ông sâu đậm đến độ, cho đến hôm nay tính cách trực chỉ bất khả mô tả của ông vẫn làm tôi nín thở, trống rỗng và kinh hoàng. Như các bạn có thể thấy, thật khó tóm lược phong cách chỉ giáo và giáo pháp của Nisargadatta Maharaji chỉ trong một bài giới thiệu ngắn. Vì vậy, tôi hy vọng các bạn nên xem phần giới thiệu của tôi như là một cố gắng khiêm tốn, một mỏm của tảng băng sơn, một cái nhìn, một khung cửa sổ được một trong những môn đồ của ông mô tả. Phần trình bày này chỉ là một mảnh nhỏ, một sự diễn tả nhỏ bé về âm tiếng độc nhất vô nhị của Nisargadatta Maharaji, âm tiếng của cái không. Có lẽ cách tốt nhất để kết luận là gợi lại hình ảnh ông bắt đầu dạo bước và lớn tiếng nói với tôi: không có sinh, không có tử, không có con người, tất cả chỉ là một khái niệm, tất cả chỉ là một ảo tưởng. Khi Nisargadatta Maharaji hướng sự tập trung năng lượng mãnh liệt vào tôi, sự sáng đã chuyển từ tay ông qua tôi. Ký ức về ngày hôm đó còn mãi trong tôi, dù đã hơn 33 năm đã trôi qua. Ước mong những chỉ giáo của ông trong cuốn sách này tìm được nơi chốn trong tim bạn, với tất cả lòng yêu kính dành cho đạo sư của tôi, Sri Nisargadatta Maharaji. Kính: chiến thắng dành cho Nisargadatta Maharaji, ngày 11 tháng 7 năm 2012. Stephen Wyslinski, Aptos, California. Lời nói đầu. Đạo sư chiến thắng. Cuốn sách này là một sát sang trực tiếp với Sadhguru Sri Nisargadatta Maharaji. Chú thích: sát sang là một buổi tọa đàm với bậc giác ngộ. Sau khi thuyết một bài pháp ngắn, bậc giác ngộ trả lời các câu hỏi. Tại sao lại không phải là một sát sang, khi chính ông Mohan Gantunde, người phiên dịch các pháp thoại buổi tối và có đặc quyền thân cận Maharaji từ năm 1979 cho đến năm 1981, là người đã chuyển ngữ từ băng ghi âm cho pháp thoại chưa hề được công bố và hiếm hoi
của Sri Nisargadatta Maharaji thành cuốn sách này. Cuốn sách có tính cách quan trọng đặc biệt theo nghĩa. Ông Gaitude, người thông thạo tiếng Marathi, ngôn ngữ được Maharaji sử dụng, sẽ giúp độc giả dễ dàng phát hiện ý nghĩa đích thực trong những lời lẽ chứa đựng chân lý của Maharaji. Và sư huynh tiến sĩ Stephen Wolinski, người từng có dịp tham dự sát sang với Maharaji, đã có hảo ý viết phần giới thiệu giáo pháp của Maharaji vì lợi lạc cho những người tìm kiếm chân lý thuộc các thế hệ mai sau. Tôi đã có vinh hạnh được tiếp kiến với cả ông Gaitonde lẫn tiến sĩ Wolinski, và cũng xin chân thành cảm ơn ông Mohan và bà Jayasri Gaitonde đã dành cho tôi có cơ hội được viết lời nói đầu cho cuốn sách này. Thật là một niềm vui sướng được nói lên lòng biết ơn của tôi đối với Satguru Nisargadatta Maharaji trong lời nói đầu này. Lời của vị chân sư có công năng thức tỉnh và vĩnh viễn diệt trừ căn bệnh vô minh nếu được tư duy và quán tưởng. Nisargadatta Maharaji đã bảo, đối với người tìm kiếm thành khẩn, chỉ cần lắng nghe cái biết này là có thể đạt được giải thoát. Đó là điều đã xảy ra đối với chính Maharaji sau khi tiếp kiến đạo sư của ông là Sri Siddhara Meswa Maharaji vào năm 1933. Những ai đã về nhà chắc chắn sẽ không đọc cuốn sách này, cũng như là người không bệnh thì chẳng cần đi gặp bác sĩ, hay người đã ra trường thì không nộp đơn xin học nữa. Cuốn sách này dành cho những người nhiệt tình tìm kiếm chân lý và dành cho những ai từng dùng thuốc của Nisargadatta Maharaji lâu nay. Nhưng mục đích của cuốn sách này là gì? Có phải chỉ để tích lũy thật nhiều thuốc hay là vĩnh viễn diệt trừ căn bệnh và ngay cả phương thuốc? Khi gặp những người đọc các sách của Maharaji trong nhiều năm và hãnh diện vì sự trung thành với việc đọc sách của ông, thì tôi rất thương cảm họ. Liệu một người có thể tiếp tục dùng thuốc cho đến bao giờ? Tôi thương cảm vì nhận thấy một mắt xích nào đó khiếm khuyết trong chính người tìm kiếm. Qua cuốn sách này, một lần nữa Nisargadatta Maharaji lại cống hiến phương thuốc tối hậu, tuy được đặt trên một cái khay khác. Theo tôi, Nisargadatta đã mô tả hiệu quả của phương thuốc hơn là đưa ra một toa thuốc và mong đợi người tìm kiếm nhiệt tình dùng trực giác phân biệt và nhận ra bằng cách không ngừng tư duy và quán tưởng về nó. Nhưng một câu hỏi khởi sinh, nếu chỉ đơn thuần quán tưởng về những lời lẽ của trí tuệ cao siêu thì liệu đã đủ? Chúng ta đã nghe giáo pháp cao siêu của Nisargadatta Maharaji qua vô số các pháp thoại từ trước đến nay. Nhưng sự kiện ông đã giác ngộ chỉ trong một thời gian 3 năm ngắn ngủi sau khi gặp chân sư lại không được nói đến. Con đường Nisargadatta đã đi qua vẫn còn trong bí ẩn. Trí tuệ được tiết lộ qua Nisargadatta Maharaji không những do chính sự quán tưởng của ông mà còn nhờ lòng sùng kính, sự dâng hiến và quy mệnh hoàn toàn với đạo sư của ông cùng những chỉ giáo của ngài. Ngoài ra, thái độ nghiêm túc và lòng nhiệt thành, tín tâm bất khả lay chuyển của ông đối với vị chân sư cũng không được người đọc biết đến. Đó là những yếu tố đã hành hoạt như một loại dịch tiêu hóa tự nhiên để hấp thu trí tuệ được chân sư của ông trao truyền. Và kết quả là Maharaji đã nhận ra cái ta thật của chính ông. Tôi tin rằng người tìm kiếm bén nhạy sẽ tiếp thu được gợi ý này. Tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều người đọc giáo pháp của Maharaji rất nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy bối rối, không nhận thức được những điều ông nói dù mang tính trực chỉ. Theo tôi, người đọc nghiêm túc cần suy ngẫm đôi điều trước khi đọc cuốn sách này. Thứ nhất, Nisargadatta nói với ai? Và ai đang đọc hay lắng nghe Nisargadatta? Vì ông vẫn luôn luôn nói, ta đang nói với ý thức, không phải với thân tâm. Với sự gợi ý trên, khi đọc cuốn sách này, người tìm kiếm chắc chắn sẽ vượt ra ngoài bất cứ việc đọc và bất cứ sự cần cầu nào. Đó chính là mục đích tổng thể và duy nhất của giáo pháp Maharaji. Nothing is everything. Không tức là tất cả. Một người có thể hỏi, làm sao có thể được? Thế không phải là mọi người tiêu hao thời gian để tìm kiếm một cái gì đó? Tại sao vậy? Vì ai cũng cho mình là một người nào đó.
nhưng chẳng bao giờ có chuyện một người tìm kiếm cái gì đó. Thật ra sự kiện mọi người đều cho rằng, tin rằng mình chỉ là một thân xác, chính là trở ngại đầu tiên trong việc nhận ra chính mình trong thực tại. Ngay khi mà sẵn sàng chấp nhận cái không, thì khoảnh khắc này thụ thai và sinh ra tất cả. Một cách nào đó, từ ngữ không chẳng mấy thu hút, trong khi tất cả chiếm lĩnh người đọc trọn vẹn. Tại sao vậy? Tại sao người ta lại sợ cái không này đến thế? Ý nghĩ về không có mình, dù chỉ là khoảnh khắc, có vẻ như tạo ra nỗi sợ hãi sự phi tồn tại. Mặc dù mọi người đều thích thú với sự vắng mặt của cái ta riêng biệt mỗi đêm trong giấc ngủ sâu. Sợ cái không là sợ cái chết, rồi sợ cái không biết. Vì không có khả năng nhận ra điều bí ẩn bên dưới cái không này, nên người tìm kiếm một cách nào đó buộc phải đóng cánh cửa của cái hiểu tối hậu không người tìm kiếm. Tóm lại, từ ngữ không thì xua đuổi, còn tất cả lại thu hút người tìm kiếm. Khi những mâu thuẫn biểu kiến này được cảm nhận ở bình diện giá trị bề mặt, thật ra các mâu thuẫn này không có ở bên ngoài, mà đúng ra chúng chỉ tồn tại như là sự phân chia trong tâm của người tìm kiếm. Cầu xin Nisargadatta Maharaji ban phúc cho những người tìm kiếm thành khẩn, để họ có đủ can đảm đối diện nghịch lý thiêng liêng và tối hậu. Không, tức là tất cả. Nếu bạn thật sự sẵn sàng cho cái không, thì cuốn sách này là một tiêu chuẩn hoàn hảo. Nothing is everything. Những chỉ giáo cuối cùng của Nisargadatta Maharaji chắc chắn sẽ giúp người đọc vượt ra khỏi sự tìm kiếm để đạt được cái hiểu ta là ai, bằng cách chấm dứt vĩnh viễn sự tìm kiếm. Thật là một vinh hạnh có dịp giới thiệu bó hoa tinh khiết gồm những gợi ý của chân sư Nisargadatta Maharaji đến với bạn đọc. Cái đó tức trạng thái thường hằng, nơi không có gì khiếm khuyết và chẳng có gì hơn nữa là cần thiết. Cả kinh nghiệm nghiên cứu lẫn nghiên cứu kinh nghiệm đều không thể tiết lộ cái đó. Nó có trước và bên ngoài cả hai. Ánh sáng thiêng liêng vĩnh viễn xóa bỏ khoảng cách tưởng tượng của bóng tối giữa bạn và cái ta thật, chính là vị chân sư. Không có gì có thể sánh với âm phúc của chân sư. Với tất cả lòng yêu kính, Nitin Ram, tác giả cuốn Gọi Ta, Những Pháp Thiền Gợi Nhớ Chính Mình. Tìm hay hiểu? Tìm thì dựa vào một lý do nào đó, hiểu thì không. Tìm thì cố gắng và mục đích, hiểu tự xảy ra và chẳng cần cố gắng. Trong tìm không có hiểu, còn trong hiểu không có người tìm. Tìm bao gồm người tìm, hành vi tìm và cách được tìm, còn trong hiểu bộ ba này hoàn toàn vắng mặt. Tìm bao gồm hành vi tìm, người tìm và cách được tìm, hiểu phủ nhận chính người tìm. Tìm gồm nhiều giai đoạn, nhiều gian cách và có thể là một số thực hành, còn hiểu thì thường hằng và chẳng cần những thứ như thế. Tìm thì có mục đích, còn bản chất của hiểu tự nó vô mục đích. Tìm thì cần đến nghe, đọc hay suy gẫm, còn hiểu thì tự tồn tại, tức bất tùy thuộc. Cái biết được thu thập vì sợ quên nổi bật trong tim, còn hiểu thì ngay cả ý nghĩ cho rằng đã hiểu cũng không có. Hậu cảnh của tìm là nhị nguyên, còn hiểu là bất nhị phi nền tảng. Tìm là trạng thái không ngừng thay đổi, còn hiểu là trạng thái phi trạng thái. Trong tìm, ổ khóa có đó, nhưng sự tìm kiếm chìa khóa vẫn xảy ra. Còn hiểu, nổi bật sự tin tưởng rõ ràng là chìa khóa chẳng bao giờ xa lìa ổ khóa. Jai Guru Nitin Ram, đạo sư chiến thắng Nitin Ram. Ngày 26 tháng 11 năm 1979. Tại sao cuộc đời đầy những xung đột? Hỏi. Tôi xin hỏi và ông trả lời. Có vẻ như các câu hỏi chẳng có gì quan trọng đối với ông. Xin cho biết cái gì là quan trọng đối với ông? Maharaji. Trong kinh nghiệm thế gian của ông, cái gì là quan trọng nhất?
hỏi. Tôi không biết. Maharaji, ông biết ông hiện hữu, ông biết ông tồn tại. Liệu còn gì quan trọng hơn thực tế ông hiện hữu? Cái quan trọng nhất là sự hiện hữu của ông hay ý thức. Nhưng cái biết tài hiện hữu là đặc tính thuộc thân xác thực phẩm của ông. Chừng nào ý thức còn hiện diện, ông còn thu thập kiến thức thế gian và hãnh diện với những gì ông biết. Tuy nhiên, tất cả những gì ông biết chỉ tồn tại khi nào các dịch thực phẩm trong thân xác ông còn ướt. Khi các dịch thực phẩm khô cạn, thì Vesudeva hay người gửi sự hiện hữu của mình sẽ biến mất. Hỏi: cái gọi là sự tồn tại của tôi tùy thuộc vào dịch thực phẩm. Maharaji, khi ông trở về nước, người ta sẽ hỏi ông: anh đã thu thập được cái biết gì ở đó? Ông sẽ trả lời như thế nào? Hỏi. Im lặng, không có câu trả lời. Maharaji, để có một cái tên, gọi nó là cái biết hay Jnana. Phát âm chính xác là Dhyana. Bên ngoài nó là Vijnana hay Parabrahman. Cái bất thể hiện đã thể hiện với sự xuất hiện của ý thức đứa trẻ hay linh hồn cá nhân. Hỏi: tôi là đứa trẻ đó à? Maharaji, khi ông ở đây thì chỉ nên nói về kinh nghiệm của chính ông. Thế không phải ý thức đứa trẻ tạo ra cái biết của ông về thế giới nhỉ? Nếu ý thức đứa trẻ đó đã không xuất hiện, thì liệu bây giờ ông có thể đặt câu hỏi nào không? Hỏi. Không trả lời. Maharaji, thoạt tiên ý thức xuất hiện giống như không gian với tình yêu chính mình. Đó là sự yêu thích được tồn tại. Bất cứ ai đến đây, dù thông thái đến đâu, ta đều biết cái gì đến và nắm bắt cái đó. Nếu không có nó, người đó hay ta đều không thể nói được. Hỏi: liệu có thể thay đổi ý thức đứa trẻ thành ý thức người lớn được không? Maharaji, câu hỏi cũng giống như làm thế nào để có thêm không gian. Phá hủy dinh thự, nhà cửa thì sẽ có thêm không gian. Sự hiện hữu là đặc tính của dịch thực phẩm. Khi dịch thực phẩm biến mất, hiện hữu đi vào trạng thái phi hiện hữu. Ý thức đứa trẻ không phải là biết mà là không biết. Trước khi có ý thức, không có cái biết tài hiện hữu. Đó là trạng thái bên ngoài cái biết, hay Vijnana hoặc Parabrahman. Từ trạng thái phi hiện hữu bất thị hiện này xuất hiện ý thức đứa trẻ. Làm sao nó có thể là biết? Ý thức là cái biết vật chất vì nó là đặc tính của sattva hay dịch thực phẩm. Nếu không có sattva, ý thức không thể xuất hiện. Hỏi: được sinh ra không phải là điều may mắn hay sao? Thế không phải ý thức là một ân huệ? Maharaji, khi hiện hữu xuất hiện từ trạng thái phi hiện hữu thì đó là sai lầm lớn nhất. Hỏi: theo ông, người ta không nên sinh đẻ nữa? Maharaji, nhìn ông xem. Hỏi: vì sao cuộc đời đầy những xung đột? Maharaji, chắc ông đã để ý thấy sự xung đột giữa ngũ đại. Sự xung đột này tối hậu giải quyết ở thế gian. Mỗi một hạt gạo, hạt lúa mì, vân vân, đều do ngũ đại tạo thành. Sự xung đột này đi vào chất liệu thực phẩm của ông. Tất cả các sinh vật đều dùng thực phẩm, do đó kèm theo sự xung đột. Cũng như là một người bị ảnh hưởng vì uống rượu, một người cũng bị ảnh hưởng bởi sự xung đột trong thực phẩm mình ăn. Ngày 27 tháng 11 năm 1979,
Thiền là gì? Maharaji. Ý thức hiện hữu của chúng ta không có thân. Nó được gọi là Brahman. Tiếng niệm ta là Brahman ngân nga trong ông, nhưng ông không biết. Người nào nhận diện ra diện mạo đích thực của mình là Brahman thì được những người khao khát tâm linh sùng kính. Brahman hay Thượng Đế là hình tướng đích thực của ông. Diện mạo đích thực của ông thì bất tử. Ông sợ chết là vì diện mạo thân xác của ông. Nếu tin tưởng vào những gì ông đang được nói cho biết bây giờ thì sẽ không bao giờ ông trải qua cái chết. Lúc đó ông sẽ chẳng cần hỏi bất cứ ai về tâm linh. Trái lại, người ta sẽ đến gặp ông để hỏi về chân lý. Hỏi: Thiền là gì? Maharaji. Không mất đi cái thấy diện mạo đích thực của ông là thiền. Diện mạo thân xác không có chỗ trong sự tin tưởng của ông. Khi nhận ra ý thức là thần linh của tất cả các thần linh, ông sẽ thấy mình là vô biên và vô tận. Hỏi: Thế không phải Thượng Đế vĩ đại hơn tôi? Maharaji. Ý thức của ông là bằng chứng Thượng Đế hiện hữu. Không có ông thì ai có thể nhận ra tính cách vĩ đại của Thượng Đế? Đừng quên sự thật này. Người biết ý thức thì bất tử. Người đó từ bỏ thân xác trong trạng thái vô cùng sung sướng. Hỏi: Trong thế giới của chúng tôi có niềm vui sướng về sự thành đạt. Maharaji. Nhưng rủi ro và nỗi sợ hãi thất bại đi cùng với nó. Nỗi sợ khủng khiếp nhất là sợ chết. Người ta bảo rằng những kho báu bí mật thường được các thần gián bảo vệ. Trước khi chạm đến kho báu, ông phải làm vừa lòng các vị thần này bằng những món cúng dường thỏa đáng. Hành xử không đúng sẽ đưa đến cái chết. Tương tự như thế, để biết cái ta, ông phải cúng dường diện mạo thân xác của ông. Sau đó cái ta không còn vướng bận bởi thân xác. Như vậy, sự kết liễu của thân xác trở thành niềm vui sướng. Hỏi: Thường xuyên niệm ta không phải thân xác có giúp ích gì không? Maharaji. Ông phải như ông là trong thực tại. Ông là ý thức. Ông không phải đàn ông hay đàn bà. Ông là người biết ánh sáng. Ông có thể phán xét sự trong sáng của nó mà không phải ngược lại. Hỏi: Ảnh hưởng của Maya hay ảo tưởng là gì? Maharaji. Maya đã cho ông hình tướng thân xác, nhưng khi gặp chân sư, ngài cho ông hình tướng ý thức của ông. Thoạt tiên ông là người biết thân xác, rồi người biết thân xác biến thành người biết ý thức. Lúc đó trạng thái này được gọi là Vijnana hay Para Brahman. Hỏi: Trạng thái đó ở ngoài sự thị hiện? Maharaji. Sự thị hiện là do ngũ đại. Chừng nào ông còn là một phần của sự thị hiện thì còn có sự đau khổ thân xác. Người môn đồ nào thấy đạo sư của mình là vô hạn sẽ thấy vô hạn là hình tướng của mình. Thấy đạo sư là Paramatma thì người môn đồ nhận ra đó chính là mình. Hỏi: Chuyện gì xảy ra đối với cái biết của bậc giác ngộ? Maharaji. Cái biết biến mất hay hội nhập vào giác ngộ? Bậc giác ngộ không biến mất. Các trạng thái thức và ngủ không có trong bậc giác ngộ. Bậc giác ngộ không có danh xưng và hình tướng. Tất cả các trạng thái này vẫn còn cho đến khi giác ngộ cái ta, nhưng sau đó thì không còn nữa. Tất cả những điều này rất dễ nhưng có vẻ rất khó hiểu. Chỉ người hy hữu mới nhận ra. Một người không những phải vượt ra khỏi thân xác mà thậm chí cả ý thức của mình. Một người vượt ra khỏi mọi cái biết.
Tất cả những thay đổi này xảy ra mà không có sự loại bỏ các diện mạo cũ một cách có chủ đích. Như một khối nước mênh mông cuồn cuộn, ý thức xuất hiện từ ý thức tối thượng. Purusa là tinh thần vũ trụ. Pura có nghĩa là trận lụt. Purusa chỉ là nhân chứng. Tất cả mọi hành động là do yoga maya hay ảo tưởng yoga. Chẳng cần phải mời gọi, nó nhận lấy các hình tướng để hành động. Các hành động là nhờ hơi thở của sự sống, và hơi thở là do ngũ đại. Năm đại: Bhagunat, Sattva, Jarat và Tamat, cùng với Prakriti và Purusa, tổng cộng là 10 nguyên tố. Đó là các cơ cấu để biết vào hành động của ta. Nhờ có Sattva hay tinh chất thực phẩm, ý thức xuất hiện, và tất cả mọi đau khổ là do ý thức này. Tất cả những gì xảy ra và sự kinh nghiệm do ý thức đều tự xảy ra và ngông cuồng. Ta hoàn toàn không dính dáng vào tất cả những chuyện đó. Hỏi: ông có thể mô tả trạng thái của ông để tôi có thể hiểu được không? Maharaji: lời lẽ không thể mô tả. Ngôn từ và ý nghĩa của nó hoàn toàn không thích hợp để nói về cái đó. Cả ông cũng là cái đó. Hỏi: thế diện mạo thân xác này thì sao? Maharaji: diện mạo này xuất hiện từ bao giờ? Hỏi: tôi không nhớ, nhưng chắc chắn phải là sau khi tôi sinh ra. Maharaji: thế ông có mặt vào lúc ông sinh ra? Hỏi: vì tôi đã được sinh ra và cha mẹ tôi ăn mừng sự sinh ra của tôi, chắc chắn tôi đã phải có mặt lúc đó. Maharaji: như vậy, nó không phải là cái biết trực tiếp của ông, mà chỉ là một sự suy luận. Hỏi: hầu như thế. Maharaji: thử tìm cách nhớ lại một sự việc xảy ra sớm nhất trong đời ông. Lúc đó ông bao nhiêu tuổi? Hỏi: tôi nhớ lần viếng thăm thác Niagara, lúc đó tôi được 4 tuổi. Maharaji: đó là lúc bắt đầu diện mạo của ông. Vào khoảng tuổi đó chắc chắn ông đã nhận biết mẹ ông. Bà bảo tên ông là Winston, và ông là con trai, không phải con gái. Hỏi: nếu tôi là Paramatma, lẽ ra tôi phải biết về chính mình mà chẳng cần mẹ tôi nói. Maharaji: Paramatma ở trong trạng thái phi hiện hữu. Nó tương tự như là kinh nghiệm ngủ sâu của ông. Hỏi: Paramatma luôn luôn trong trạng thái ngủ sâu? Maharaji: Paramatma không bao giờ ngủ, vì thế từ ngữ thức không thể áp dụng đối với Paramatma. Hỏi: hay quá, ông vui lòng nói thêm về cái đó. Maharaji: khi sự thụ thai ông xảy ra trong dạ con của mẹ ông, thì đó là lúc bắt đầu sự thị hiện. Trước đó ông bất thị hiện và ở trong trạng thái phi hiện hữu. Sau khi nhập thai, trạng thái phi hiện hữu vẫn tiếp tục. Sự thị hiện của ông cũng giống như sự xuất hiện bất chợt của ánh sáng khi đánh một que diêm. Chỉ có ánh sáng, chẳng có gì trước và cũng chẳng có gì sau. Diện mạo của ông với danh xưng và hình tướng bắt đầu hiện hành từ khi ông 4 tuổi. Vì ông xuất hiện từ trạng thái phi hiện hữu, nên ông đã phải bắt đầu cái biết từ không có gì. Ông đã không biết ông là cái gì. Vật gần nhất với ông là thân xác của ông. Lẽ tự nhiên ông cảm thấy mình là thân xác. Rồi mẹ ông và những người khác xác nhận điều này. Cũng có thể là ngược lại. Mẹ ông bảo ông là thân xác và tên của nó là Winston. Ông không có sự lựa chọn nào khác hơn là đóng dấu xác nhận của ông lên thân xác.
Sau sự xuất hiện hình tướng có sự sống, Paramatma chấp nhận danh xưng và hình tướng và tự điều chỉnh để thích ứng với môi trường xung quanh. Paramatma không biết những gì đang xảy ra và tại sao. Toàn thể cuộc đời của hình tướng thân xác giống như là một que diêm đã được bật sáng và tiếp tục cho đến khi cháy hết. Liệu ngũ đại có hình tướng? Hỏi: Không. Maharaji: Chẳng có ai đã tạo ra tất cả những thứ này. Tất cả đều tự xảy ra. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi các hình tướng xuất hiện với sự hiện hữu, với tình yêu chính mình, yêu sự hiện hữu. Cùng với sự sống, cuộc chiến đấu để sinh tồn bắt đầu. Tất cả mọi hành động của các sinh vật là để duy trì sự hiện hữu, gồm sự bảo vệ thân xác và tìm kiếm thực phẩm. Ngoài ra, các sinh vật không có cái biết về nguồn gốc của mình. Vật chất vũ trụ và tinh thần vũ trụ không có thân, nhưng tất cả các thân xác có sự sống xuất hiện là nhờ hai yếu tố vũ trụ này. Toàn thể cuộc trình diễn của thế gian này tự xảy ra, chẳng cần phải mời. Ta bảo rằng thân xác của ta là sự kết hợp của ngũ đại. Điều này áp dụng cho tất cả mọi hình tướng, kể cả hình tướng của ông. Ông biết thân xác này. Thân xác ông chiếm một khoảng không gian và cũng là một thành phần của nó. Trong thân xác có không khí. Nhiệt độ của thân xác chứng tỏ có sự hiện hữu của lửa. Một phần lớn thân xác là nước và tất cả phần còn lại là từ đất mà có. Toàn thể thân xác là thực phẩm của ý thức. Và ý thức là đặc tính của tinh chất thực phẩm. Mọi đau khổ trong toàn thể sự tồn tại là do ý thức. Hỏi: Người ta bảo rằng được sinh ra là sự ban cho của Thượng Đế. Maharaji: Có phải đó là kinh nghiệm của chính ông? Hỏi: Không trả lời. Maharaji: Vì sự vui sướng nhất thời của ai đó mà ta chịu đau khổ cả trăm năm. Có đúng thế không? Tại sao ta chịu đau khổ vì việc làm của người khác? Tại sao ta bị trừng phạt? Đây chỉ là một ví dụ. Từ ngũ đại có sự lưu chuyển của ý thức trong các hình tướng khác nhau. Ngũ đại không chịu đau khổ. Chỉ các hình tướng chịu đau khổ vì có ý thức. Trong hình tướng con người, sự đau khổ còn hơn nữa vì hy vọng rằng tương lai sẽ tươi sáng hơn và ta phải sống cho tương lai. Tất cả chỉ là trò đùa của ảo tưởng đầu tiên. Khi đau ốm ông uống thuốc, liệu sự đau ốm của ông có chết đi? Hỏi: Tôi tiếp tục sống còn sự đau ốm biến mất. Maharaji: Sự đau ốm không chết, nhưng cơn đau chấm dứt. Nói tóm lại, chúng ta bắt đầu đau khổ từ bao giờ? Hỏi: Từ khi có sự xuất hiện cái biết của chúng ta. Maharaji: Đúng vậy. Thế thì cái biết này là nỗi khốn khổ hay là đại dương của lạc thú? Hỏi: Im lặng. Maharaji: Hy vọng vào tương lai chỉ có trong hình tướng con người. Nhưng liệu có sự tồn tại của một thực thể hữu hình nào trong hình tướng con người để có thể thành công trong tương lai? Ta muốn tiếp tục sự tồn tại của ta, nhưng như cái gì? Thuộc loại nào? Ai có thể cho ta câu trả lời? Cái được sinh ra không phải hình tướng con người, mà là sự đau khổ trong hình tướng con người. Có đúng thế không? Hỏi: Không trả lời. Maharaji: Ngũ đại, các khu nát, vật chất vũ trụ và tinh thần vũ trụ có sự kết hợp của tất cả 10 yếu tố này. Và tại nguồn gốc của sự kết hợp đó có mùi vị ta. Ta không biết cái biết nào, nhưng khi có một người đến hỏi, dù thông thái hay vô minh đến đâu, ta biết người đó chẳng biết gì cả. Khi một người không có ý thức, dưới ảnh hưởng của thuốc gây mê, cuộc giải phẫu được thực hiện, người đó chỉ cảm thấy đau đớn khi ý thức phục hồi. Tất cả các sinh hoạt thế gian của chúng ta xảy ra trong trạng thái bán ý thức.
chúng ta chỉ cảm thấy đau đớn sau đó, khi trở nên nhạy cảm hơn. Hỏi: ông đã giác ngộ chính ông như thế nào? Maharaji: ta hoàn toàn tin vào đạo sư của ta. Ta an trụ trong những gì ngài nói. Tất cả những gì còn lại đều tự xảy ra. Hỏi: ông có thể cho chúng tôi biết đạo sư của ông đã nói gì không? Maharaji: ông là tất cả những gì tồn tại. Hiện ông là ý thức, Thượng Đế, Ishwara, vân vân, là tên gọi của cái mà ông là. Những lời lẽ này đủ để thay đổi ta hoàn toàn. Hỏi: ông có thể cho biết thêm về sự tồn tại hiện nay của ông? Maharaji: ta hoàn toàn tự đầy đủ. Ta chẳng cần bất cứ ân huệ hay trợ giúp nào từ bên ngoài. Không phải ai đó đã che chở ta nên ta mới hiện hữu. Ta là cái vẫn không bị ảnh hưởng sau những lần vũ trụ tan biến. Hỏi: nhưng trông ông bình dị như chúng tôi. Maharaji: những ai đến gặp ta đều phán xét ta bằng chính khái niệm của họ. Hỏi: tại sao hầu hết mọi người không đạt đến chỗ cứu cánh của tâm linh? Maharaji: họ không đi tìm chân lý mà chỉ tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc. Khi đạt được, họ thỏa mãn và dừng lại ở đó. Ngày 28 tháng 11 năm 1979, chẳng có gì tồn tại mà chỉ có vẻ tồn tại. Maharaji: ta không phải thân xác. Thân xác chỉ là tinh chất của thực phẩm. Ta không phải ý thức. Ý thức là đặc tính của tinh chất thực phẩm. Một người phải đi theo con đường này. Hỏi: thế tôi là ai? Maharaji: ông không phải cái bị biết. Ông là người biết. Hỏi: thế gì là nguyên nhân của vô minh? Maharaji: vô minh là do Maya, ảo tưởng. Vì ảo tưởng nên có cái như trạng thái u mê và che lấp sự hiểu biết. Ngôn từ được sử dụng để làm cho dễ hiểu hơn. Trong thiền không có ngôn từ mà chỉ có hiểu. Hỏi: một người tìm kiếm thuộc trình độ cao siêu thấy gì? Maharaji: người đó biết mình không phải Maya và cũng không phải Brahman. Hỏi: bậc giác ngộ có đau khổ khi thấy cái chết của một cái cây hay của bất cứ sinh vật nào không? Maharaji: ông đau khổ vì sự tồn tại của ông chỉ giới hạn trong một thân xác. Bậc giác ngộ thì vô biên và vô hạn, do đó không đau khổ. Trong biển có hàng triệu con sóng, nhưng biển vẫn không bị ảnh hưởng. Hỏi: nỗi đau khổ của tôi là tôi cảm thấy mình là một với hình tướng có sự sống và nó sẽ chết đi. Maharaji: để vượt ra khỏi sự đau khổ đó, ông phải biết cái ta là cái vô giới hạn. Hỏi: liệu có thể cho rằng chúng sinh không có sự tồn tại? Maharaji: chẳng có gì tồn tại. Tất cả mọi thứ đều có vẻ tồn tại. Sự tồn tại cũng như là ánh sáng mặt trời, nó biến mất nhưng không chết đi. Mọi sự vật xuất hiện và biến mất mà không có sự hủy diệt. Vì thế bậc giác ngộ không bị phiền não bởi các sự kiện. Hỏi: như thế chúng tôi đau khổ vì cái hiểu sai lầm của mình. Maharaji: lấy trường hợp của hai làng gần nhau, người dân của hai làng có thể đi qua lại, làm ăn
và có những sinh hoạt khác nhau. Nhưng liệu làng này có biết làng kia? Liệu thành phố Pune có biết thành phố Mumbai? Liệu Pune có biết thị trấn Ahmednagar bên cạnh? Các danh xưng như là Maya, Brahman, Para Brahman cũng giống như là Pune, Mumbai, vân vân. Những gì áp dụng cho Mumbai và Pune thì cũng có thể áp dụng cho Brahman và Maya, vân vân. Dân cư của Mumbai có thể đánh nhau với dân cư của Pune, nhưng Mumbai có làm bất cứ điều gì tốt hay xấu với Pune? Cũng như là các thành phố Mumbai và Pune đã chẳng làm bất cứ gì, nhưng dân cư ở hai thành phố này phải sinh hoạt để kiếm sống. Para Brahman chẳng làm bất cứ gì, nhưng tất cả mọi thứ đều xảy ra trong sự hiện diện của Para Brahman. Ở Mumbai có một ngôi đền gọi là Mumba Devi. Dân chúng ở đây đã tạo ra một hình tượng của một nữ thần. Khi được thờ phượng, vị nữ thần ban cho họ những gì họ muốn. Tương tự như thế, làng nào cũng xây đền thờ các vị thần mang tên ngôi làng của mình. Mumba Devi có nghĩa là nữ thần của Mumbai. Para Brahman thì viên mãn vô hình tướng, do đó không có thân và tay chân. Para Brahman chẳng mong muốn gì ở ông và cũng chẳng cần làm vừa lòng ông. Hỏi: làm sao tôi nhận ra Para Brahman ở trong tôi? Maharaji: muốn biết, ông phải học cách ở trong trạng thái vô thân. Còn ở với diện mạo thân giác của ông thì chẳng có cơ hội nào để nhận ra Para Brahman, dù trải qua vô số lần tái sinh. Diện mạo thân xác vẫn còn cho đến lúc chót. Luôn luôn nhớ rằng sự tồn tại bất tùy thuộc vào thân xác, và ta cho ông biết điều này cũng đúng với ông. Tuy nhiên tất cả đều tùy thuộc vào sự tin tưởng của ông. Hỏi: tôi hoàn toàn tin ông. Maharaji: kinh nghiệm hiện nay của ông về sự hiện hữu giống như là một căn bệnh. Ta đã tồn tại mà không có sự hiện hữu này. Tất cả những gì ta làm không phải để vui hưởng căn bệnh này, mà làm cho nó có thể chịu đựng được. Thậm chí trạng thái ngủ say cũng là một phương thuốc đối với căn bệnh hiện hữu. Cái ta thật của ta không có căn bệnh này. Hỏi: giáo pháp của ông chắc hẳn đã đem lại lợi lạc cho cả trăm người. Maharaji: ta đã bỏ ra nhiều công sức truyền đạt cái biết này cho nhiều người, nhưng đừng hỏi ta họ đang làm gì với cái biết đó. Hỏi: xin ông vui lòng giải thích. Maharaji: họ bận rộn với những việc thế gian của họ, họ còn biết làm gì hơn. Để hưởng lợi lạc, một người trước tiên phải xứng đáng. Không thể dạy tất cả mọi người từ A, B, C. Hình tướng và diện mạo của chúng ta thay đổi theo từng khoảnh khắc, từ thiếu niên cho đến lão niên. Nhiều thời kỳ đã đến và qua đi, thân xác già nua này rồi cũng ngã xuống. Vậy tại sao bận tâm đến cái luôn luôn thay đổi? Khi chính ông luôn luôn thay đổi, làm sao tất cả những gì ông biết hay sở hữu còn ở lại với ông?